hành trình. Người ta thường mơ mộng, điên rồ, đi khắp thế gian. Cho đến ngày khi tất cả chấm dứt, người ta khởi hành. Để vẽ, tôi đến ở trong gian nhà nơi bố trí một bàn thờ. Trên đó đặt ảnh của cha tôi và của mẹ tôi. Ở đó sự hiện diện đồng thời là tín hiệu của sự vắng mặt. Con đường nào dẫn dắt bước chân tôi đến nơi ấy? Đến đây tôi tự mất mình để tìm lại mình tốt hơn, hay giản đơn tự tìm mình? Tuy vậy, đôi khi người ta gặp ai đó tại chỗ ngoặc tình cờ, và trong cuộc gặp đó tất cả một cuộc đời đi qua. Một mình tôi trong gian nhà dùng làm nhà xưởng ấy, tôi tìm thấy ở đó những bát đựng mực hay màu nâu vỏ bồ đào, những cốc nhỏ để màu bột, màu đất tối, màu xanh lợt, màu chàm hay màu đen nho, những bút vẽ tàu với sợi tre mịn liền nhau và những cây sậy để làm giấy. Trên bàn tôi sửa soạn những tờ giấy gió. Loại giấy thủ công này còn chế tạo như ngày xưa trong một làng gần Hà Nội từ những sợi của cây. Giấy được gia công dạng hình để bán thành tờ khổ khác nhau. Tôi thích làm việc trong các khổ vuông mà tôi định sửa soạn đó. Bút vẽ đã sạc mực rồi, vạch trên mặt tinh khôi của tờ giấy một đường nét đầu tiên. Đường nét đầu tiên sáng tạo, nó chia không gian, cho định hướng, sản sinh hành vi và cho ra đời hình ảnh. Giữa tràn đầy và trống rỗng, mở ra một không gian vô tận cho tầm mắt. Lúc trái tim thắt lại, khi bàn tay đưa tới, người ta rút tay lại để làm người xem hình ảnh đó bây giờ bằng vô danh. Người xem hình ảnh ấy của tôi và đưa ra cho xem để được gần những người khác hơn. Đặt ra người khác như người xem hình ảnh ấy, bởi đó cuối cùng thấy được sự hiện hữu của tôi. Và tôi tự bắt mình trên những bước chân, thế là tôi ngạc nhiên nhìn thấy sự hiện hữu trong cái nét của sự bắt mặt đó. Bởi vì vẽ là một hành động của tình yêu.